Hi, xin chào mọi người. Khi mà Phước Sửu chuyển từ quận 7 xuống Nhà Bè, nói Nhà Bè nhưng mà sau này sẽ là thành phố Nam Sài Gòn. Thành phố Nam Sài Gòn quý vị ạ. Và vị trí Phước Sửu đang đứng là một dự án khá đẹp, dự án với mang tên là Sài Gòn Nhà Bè. Với một khu đô thị 350 hectare này thì cho ra khá nhiều biệt thự, nhà phố, shop house. Và ngày hôm nay Phước Sửu hiện diện đứng trước mặt quý chị là một siêu phẩm biệt thự song lập 10x20 với cách thiết kế 1 trệt 2 lầu. Thì căn biệt thự này là một sản phẩm được khá nhiều khách hàng ưa chuộng và lựa chọn. Đây là một cơ hội đầu tư cực kỳ hấp dẫn và nơi gọi là tinh hoa chắt lọc những cái sản phẩm cực kỳ hợp lý với một cách thiết kế bán cổ điển, sẽ mang đến cho quý chị một căn biệt thự cực kỳ hài lòng.